không tâm trần thế như tâm phật. Cái phần của hai nói vậy đó, thầy như ông Năm giải dùm cái phần đó như thế nào mà gọi tâm không mà là tâm phật á. Cái luận đạo này hỏi cậu hai nói không tâm trần thế như tâm phật mình đó, thấy không? Mà mình nặng nó là cái biết, rồi mình trách nó là cái biết. Nó là cái biết thiệt, nhưng mà trách nó là cái biết thì vô thủy vô minh. Đồng đạo hỏi dùng cái tâm nhìn vào chỗ vô thủy vô minh như vậy đúng hay sai, nhờ ông Năm giải dùm cho đồng đạo hiểu. Thường thường cái danh từ vô thủy vô minh đó cũng ở trong cái tu thiền. Tâm mình đó, thấy không? Mà mình nặng nó là cái biết, rồi mình trách nó là cái biết. Nó là cái biết thiệt, nhưng mà trách nó là cái biết thì vô thủy vô minh. Mà vốn nó tự biết đó thì nó không phải vô thủy vô minh. Người ta hành chỗ đó, người ta không giải nổi chỗ đó, đó. Còn vừa khởi niệm sanh diệt đó thì nhất niệm vô minh. Vì vậy mà mình tu làm sao mà phải vượt qua hai cái đó thì mình mới đi đến chỗ rốt ráo giải thoát, vượt khỏi vô thủy vô minh, vượt khỏi sanh diệt luôn. Cũng như mình lên cái chót sào rồi, 100 thước rồi, mà ngồi trên đầu sào thì cầu hoài không được, mà không biết phóng ra đấy thì tuột xuống cũng không được. Còn ở phóng thí thì tan xương nát thịt, cho nên phải bắt kịp cái đó, nhận ra Phật tánh liền. Ai là người biết vô thủy vô minh, ai là người biết nhất niệm vô minh, cái người đó, đó là Phật, không có bị kẹt vào vô thủy vô minh, cũng không kẹt vào nhất niệm vô minh. Cho nên phần nhiều là tôi tu lầm ở cái chỗ đó, ít có người ngộ đạo hay giải thoát được. Thì cho ông Lâm cho hỏi tiếp. Vô ký không là tâm như thế nào? Tiếp theo đồng đạo hỏi vô ký không là tâm như thế nào? Chữ vô là không, chữ ký là ghi. Đó. Nghĩa là thường thường á, cái tâm mình thấy cái gì là biết cái đấy. Vừa thấy cái nhà là biết cái nhà. Còn thấy cái nhà mà không biết cái nhà, cũng không ghi cái nhà, gọi là vô ký. Như vô ký không. Giống như cái cây á, như cái muỗng vậy, điện vô tổ canh, xét luôn, không biết gì hết. Cái miệng của mình nếm canh, cái biết ngọt, biết lạc, biết chua là không vô ký. Còn khi cái biết không phát triển mà tu càng ngừng cái biết đó là lầm, lạc vào vô ký, chết thành cây đá, không thành thật tiêu. Cái nghĩa vô ký không là như vậy, tức là giống như hư không mà không biết luôn. Còn bây giờ tu như ông Phật cốt, kính lại không vui, khinh rẻ không mừ, khác hơn hư không là cái biết đó. Tâm tôi như hư không mà tôi biết được hư không, còn hư không không biết, hơn cái chỗ đó mới khỏi vô ký. Còn nếu thiệt như không luôn là thành vô ký. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Chú cho hỏi thêm tiếp nữa. Đạt đến chỗ vô thủy vô minh, thời gian bao lâu mới được kiến tánh? Thật ra thì nói đến cái chỗ rốt ráo đạo thừa, mà còn nói thời gian thì nó chưa phải. Cái câu hỏi này như vậy, cái người hỏi đó chưa đạt được cái chỗ rốt ráo. Khi mà nhận được rõ ràng cái chỗ này thì ngay đó là kiến lánh, chứ không có thời gian không gian. Nếu vừa vào không gian, thời gian thì không phải là tất. Nó như vậy đó. Thí dụ như bữa nay tôi nói ở đây, ở bên Tây, ở bên Tháp, bên Tàng An. Nếu nói cái không gian cách cả triệu cây số, phải không? Nếu nói thời gian bao lâu mới tới? Nhưng mà hiện giờ tôi vừa nói cái biết tôi tới bển rồi. Tôi biết mấy ông ở bên Mỹ, ở bên Pháp đau làm sao, cái bệnh gì rồi tôi trị bệnh cho bển luôn. Đâu có mất giờ nào đó. Đó, thành ra cái người kiến tánh, nói đến chỗ tự tánh này
thì phải vượt ra thời gian không gian. Còn mình chấp vào thời gian không gian hay dựa vào thời gian không gian, tự nhiên là chưa thiết lắm. Vậy đó. Chú cho hỏi tiếp một vị đồng đạo hỏi nữa. Dùng cái tâm không biết để tu có phải tham thiền không? Có phải vậy không? Nhờ ông Năm giải dùm. Thường thường dùng cái tâm không biết tu đó, tham thiền đó là cái thiền của ông Thức Di Lực. Cái đó kêu bằng tổ sư thiền. Nhưng mà thật ra cái thiền đó đó nó chưa phải. Không phải là cái tâm nó mới không biết. Chứ nếu cái tâm thì sao không biết được. Nếu không biết được thì sao thành cái tâm. Cái nhà nó không biết đó. Cái gốc cột nó không biết đó. Gạch đá, ngói, gạch thiết, xi măng nó không biết đó. Còn bây giờ cái tâm tôi thì tôi nhìn cái gì biết cái nấy. Như vậy dùng cái không biết, cái của ông Thích Di Lực, cái đó nó kẹt rồi đó. Nó không đúng chánh pháp rồi. Người ta mượn danh từ không biết để phá mình, đừng chấp cái biết. Cái mình rầm, cái không biết là đạo, cái không biết là tu. Chết ngày đó đó. Không còn chấp cái biết là nhớ là giả lập có tên cụ tiếng. Những cái tên mà Phật lập ra đều là giả lập. Mình chấp cái đó thiệt là mình rầm. Với lục tổ Huệ Năng nó ấy giả lập có tên cùng tiếng, đâu phải là thiệt gì nghĩa trên. Chỉ có hàng trí huệ mới có thể thoát ra khỏi cái đó. Còn mê khi thường thường nghe nói cái gì chấp cái lấy. Nói ngựa thì hà tầng ngựa kêu trâu, gì đất trâu đó. Nói trâu thì không phải trâu, mà nói ngựa cũng không phải ngựa. Chúng sanh thì nói ngựa là ngựa mà trâu là trâu. Bị gì mà cạt không chạy hỏi được là pháp thường bị pháp nó trói luôn. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tịnh được thì pháp huệ. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tức là nói chung tất cả bất cứ ai, không nói đạo riêng Phật giáo Hòa Hảo, cũng không nói đạo Thiên Chúa là Cao Đài, cũng không nói người ở hướng Nam hay hướng Bắc. Nếu mà biết cái chữ trao sửa tâm tánh và giữ cái Phật tánh của mình, trì đó, thì là sống ngay cái biết. Ai mà tu mà sống thẳng cái biết, không khởi vọng niệm, không khởi tà tưởng, không khởi tư duy, lúc nào cũng lặng lẽ thanh tịnh sáng biết, đó là biết chữ tu trì. Thì như vậy tâm nó bình tĩnh. Chữ bình đó là nó lặng như mặt nước, chữ tịnh là nó trong sạch, tất nhiên là sáng suốt, bao nhiêu trời trăng gì cũng hiện xuống nước trong hết. Cho nên vì vậy mà cái người tâm bình tĩnh thì thông suốt, cái gì cũng biết hết đó. Tâm mình bình được thì pháp vậy. Chứ không phải là trì tụng kinh điển, chứ không phải là mình đọc kinh tối ngày, không phải tìm Phật ở trong giấy, mà phải tìm ngay trong lòng mình thì mới được là tu trì. Người ta chấp ví dụ tôi trì tụng, trì niệm, cứ trì kinh với trì mỏ chuông không à. Chứ thật ra ông Phật không có dạy cái đó, mà trì tâm thì mới trúng. Chứ còn kỳ ở bên ngoài chắc mất hết trơn. Dạ, cho con hỏi thì mình... Có người đồng đạo hỏi với tu có pháp môn nào được dự hội Long Hoa, tức là được sống qua đời thượng cổ đó. Thì trong đó cái luật của Thượng Đế cũng như Đức Thầy hay Đức Phật Tổ cũng có cái điều kiện đó. Cái người á mà dự hội Long Hoa đó, cái người mình được sống coi đời đó, thì nó có hai điều tất yếu. Một là phải lành, không ác, thiện không ác đó. Hai là phải chánh, không tà đó. Cái người tâm còn gian dối, tâm còn tà mị, nói gì làm khác, đó là không được dự hội Long Hoa. Nói sao làm vậy, lúc nào cũng chơn cách thẳng ngay, sống thật cái lòng mình. Tôi thương thì nói tôi thương, tôi giận thì nói tôi giận, tôi ghét thì nói tôi ghét. Chứ thương giận ghét người ta bên ngoài nói tôi thương mấy ông lắm à, cái đó tà rồi đó. Rồi bây giờ thiện thì không ác, nói tôi tu và tôi làm lành ra, mà cứ mổ bụng cắt đầu người ta, lột da nhổ lông ăn hoài, vậy thiện không? Thành ra nói làm lành làm thiện thì phải ăn chay ăn lạc, phải không sát sanh, không hại vật, không tà dâm, không ẩm tửu, không dục ngữ đó. Như vậy mới lành mới thiện. Còn nói cách rõ ràng hơn nữa, bỏ 10 điều ác làm 10 điều lành,
tránh tam nghiệp và chừa thập ác đó, làm chúng thì sống bất trật tất chết đó, thì được sống còn dự hồi hôm qua chắc chắn không nghi ngờ gì hết. Dù linh hồn có chết tới đó cũng vẫn sanh lại được như thường, đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thực có cần đâu, đến kỳ thi danh thầy chạm bả trên đài cao của các linh hồn mình tu chân chánh đương thiện làng hoàng, dù có chết cũng vẫn về dự hồi hôm qua. Còn nếu làm ác dù sống thì mời bố cũng chết, không tới đâu hết. Đây là quyết nghi, một sự thật đúng đắn như vậy. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Dạ, hỏi câu hai đó. Câu hai ông nói không tâm trần thế như tâm phận. Cái phần câu hai nói vậy đó, thay như ông Năm giải dùm cái phần đó như thế nào mà gọi tâm không mà là tâm Phật đó. Cái đồng đạo này hỏi cậu hai nói không tâm trần thế như tâm Phật. Là cái câu đó đó ha, là cái câu liễn ở cái chùa Không Môn. Cái chùa Không Môn hai bên có hai câu liễn: không tâm trần thế di tâm Phật, môn pháp tịnh thiền bổ pháp thiên. Đó, chẳng lẽ tôi giải hết hai câu luôn. Không tâm trần thế di tâm Phật, cái không ta chấp không trơn cũng như cây đá. Còn cậu hai nói không tâm trần thế nhưng mà di tâm Phật, chứ đâu có không trơn. Chẳng còn cái tâm tà dại suy nghĩ lăng xăng lộn xộn, tưởng lành tưởng dĩ, thi theo cảnh trần vô thường nữa, mà cái biết lúc nào cũng biết là duy tâm Phật đó. Không cái tâm thế mà duy tâm Phật, bỏ cái biết thì sao bỏ được, nó chỉ còn Phật của mình là bỏ đâu cũng được chứ, chắc chắn 100%. Cái câu đó tuyệt vời á. Rồi giờ môn pháp tịnh thiền bổn pháp siêu đó, cái pháp môn thì Phật dạy tịnh với thiền hai cái, nhưng mà cái gốc của nó mới siêu, chứ cái tịnh với cái thiền không có siêu. Bổn pháp là gốc, mà gốc là cái gì? Là cái biết. Ai biết tịnh, ai biết thiền, cái biết đó nó siêu, chứ không phải pháp tịnh siêu mà pháp thiền siêu. Người ta làm tưởng ta chạy theo thiền để tịnh không, mà cái gốc không biết. Đi thiền đi bộ tỳ người, miễn về đến chốn đó, cái chỗ về đến chốn đó, nó quan trọng đó. Miễn về đến chốn được rồi đó con, tức là tu thiền cũng được, tu tịnh cũng được, mà nhận ra cái biết, sống ngay cái biết của mình thì siêu thoát, thì thành Phật. Cái ý nó hay như vậy đó, mà người ta giải không có đổi, là giải không có tới, cho nên người nghe không biết tu tu, cho nên tu không đạt kết quả là như vậy. Rồi xong. Cơm Năm cho câu hỏi thêm nữa. Cái lời cái đó thầy nói là cái chỗ gọi là thiếu chi kẻ đặng chim bẻ lá, hiếm bao người đặng cáo bình âm. Hai cái câu, cái câu đó như thế nào, nhờ ông Năm giải dùm cái câu đó thì thường thường á, thì nói rằng là ví dụ mình thọ ơn mà mình như mình dông ơn vậy đó, nhưng mà cái đó không phải theo ý của mình, thì tôi thấy cái phần đó nó hơi khác. Thiếu chi kẻ đặng chim bẻ lá, hiếm bao người đặng cá quên nôm, ưa đồ ưa mồi ngon đúc nhét đầy mồm, chẳng thèm kẻ cha hiền trong lại. Cái đoạn đó nó có hai ý. Một cái ý thông thường là Đức Thầy muốn trách những cái người tầm thường, đặng chim thì bẻ lá, đặng cá thì quên nôm. Mình nghèo khổ cái anh em giúp cho mình giàu, cái trở giàu cái phụ hoạt rồi anh em bắt. Hồi nghèo khổ vợ chồng đi mình mướn một thê, mà giàu rồi là bỏ vợ đi kiếm chỗ khác, giàu rồi cái bỏ chồng đi kiếm việc kiều. Đó là đặng cá quên nôm, đặng chim bẻ lá. Nhưng mà đó là cái ý thông thường, độ người thông thường. Còn cái chỗ tuyệt diệu nó khác nha. Ở trong sách Trang Tử đạo đạo Nho đạo Thiên đó, đặng chim rồi thì bẻ lá, đặng cá rồi thì quên nôm, chứ không phải đặng chim giữ cái lá hoài, cũng không phải đặng cá giữ cái nôm hoài. Khi úp con cá bắt con nôm thì thọt tay cho bắt con cá thôi, chứ tại sao ôm cái nôm hoài, thấy không? Đặng chim thì bắt con chim thôi, tại sao cầm cái lá hoài? Là ý muốn nói không biết cái biết, không biết cái tâm thì chấp vào kinh điển, tu theo văn tự. Còn khi biết cái tâm, biết ông Phật rồi thì sống ngay ông Phật, mình không chấp văn tự, không chấp kinh điển nữa. Cái ý nó có hai ý, một ý tuyệt vời, còn một ý bình thường, tùy theo trình độ. Ai có muốn tuyệt vời thì theo cái tuyệt vời, còn ai tu bình thường thì theo cái bình thường, tu cách nào cũng được. Mình xin kiếm nhẹ ngang.